Bệnh khó này. À, thì cứ ngồi thử coi được đâu, rồi đứng dậy giờ cũng dẻo chứ. Là 4 là 5 đây nè. Đây đây nè. Đây đây nè, đúng không? Nghe không? Đó, nghe chưa? Đó, nghe chưa? Rồi, quay một chuyện. Bỏ chứ. Đấy, cái đây nhìn thẳng ra. Rồi, nằm hơi sắp qua cho nó vui lên. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Sao vậy luôn? Rồi. Rồi vậy. Rồi, bây giờ cứ động coi nó ra sao rồi. Ngồi xuống thôi. Em ngồi xuống đứng dậy cái khác rồi. À, có khác. À. Nhưng mà em sợ lại ngồi sau lưng coi em coi cái lưng nó phẳng này, nó được chưa? Ngồi lại đó sợ. Ok. Hết chưa? Nè, đừng gặp đó mày vậy đó. Nghe không? Kìa lên. Võ sĩ. Bút nhẹ chân thôi em. Em xích bên này tí. Em cứ ngồi tiếp lên đi. Rồi, cô xuống đứng dậy coi việc khác đi. Cái gì ra? Nhưng mà em làm sắp đi. Rồi đi, đẩy lại cái coi cái cuộc sống ra lại. Rồi, nằm im, xuôi tay đó. Rồi, băng hết rồi nè. Thấy chưa? Em thấy bớt đau chưa? Đây nè. Còn đây đau không? Ở đây phải không? Hết rồi ha. Cái đâu đây thì này, cái này là cái xương khu hôm qua không dính gì cả đó. À, đi ra đường tim đấy. À, ngay chỗ này đây. Nhưng mà đa số là cũng đau từ cái vùng cơ này. Đúng rồi, biết. Ok, rồi em ngồi dậy được rồi. Đâu rồi. Thôi vậy xong rồi ha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.